World Cup 2002 đáng ra cần được nhớ đến là giải đấu tỏa sáng rực rỡ của Ronaldinho, Rivaldo và Ronaldo de Lima. Tuy nhiên, vì công tác trọng tài, luật bàn thắng vàng và thành tích của chủ nhà Hàn Quốc, đây lại được xem là một trong những giải đấu lớn gây tranh cãi nhất mọi thời đại. Thực vậy, World Cup 2002 cũng nên được nhớ đến như là một giải đấu của những đội underdog, tức là được đánh giá yếu thế. Thổ Nhĩ Kỳ thì tiến vào tận bán kết trước khi thua Brazil chỉ với một bàn thua duy nhất. Và như đã nói, đây cũng là sàn diễn của những cá nhân kiệt xuất. Tam tấu 3R của Seleção đã nhảy múa xuyên qua các hàng phòng ngự với sự tài hoa đến không tưởng và không thể nào quên trên đường đến chiến thắng. Ánh sáng còn đến từ các ngôi sao của tuyển Đức nữa khi Michael Ballack tấn công mạnh mẽ một cách đắm say, còn Oliver Kahn thì sừng sững trong khung gỗ với tư cách một thủ môn có phong cách độc nhất vô nhị. Dẫu vậy, nếu được hỏi về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2002, đâu đó có người sẽ quên mất tận 8 bàn thắng được ghi bởi Ronaldo de Lima hay cả cú lốp bóng nổi tiếng qua đầu David Seaman. Theo vào đó, ký ức của họ bị bao phủ bởi những cuộc tranh cãi lớn nhất của giải đấu, trong đó tồi tệ nhất có liên quan đến chuyện chính trị của FIFA, của luật bàn thắng vàng và những trọng tài nóng nảy trong hoặc kép. Quyết định gây tranh cãi đầu tiên của giải đấu này thực ra đã diễn ra từ 6 năm trước khi mà nó bắt đầu. Khi mà Nhật Bản và Hàn Quốc được chọn là đồng chủ nhà của World Cup 2002, quyết định được đưa ra vào mùa hè năm 1996, tranh cãi chủ yếu đến từ nghi ngại về tiềm lực tài chính. Đó là lần đầu tiên mà hai quốc gia cùng tổ chức một kỳ World Cup. Ngoài lý do đồng văn và cùng có những yếu tố biểu tượng, thì một điều quan trọng khác là không nước nào trong số họ đủ tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng để đăng cai World Cup một mình. Thêm một thực tế dấy lên tranh cãi nữa là Nhật Bản vào lúc đó chưa phải là một đội bóng đủ mạnh để có thể giành quyền tham dự World Cup một cách dễ dàng. Việc đa số các cổ động viên bảo bay vượt đại dương để đến địa điểm cổ vũ của đội tuyển nước mình cũng là một vấn đề được đưa ra. Còn nếu quyết định ở nhà thì các cổ động viên của châu Âu, châu lục có nhiều đội tham dự World Cup nhất sẽ phải theo dõi các trận đấu của đội tuyển nước họ vào buổi sáng. Điều đó sẽ gây xáo trộn cho ngày làm việc của hàng triệu khán giả. Thế mới bảo, để tạo ra kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở châu Á, FIFA bị nhiều người cáo buộc đã đặt vấn đề chính trị lên trên sự thuận tiện của số đông người hâm mộ. Tất nhiên, đó là những lời phàn nàn mang nhiều nét hợm hĩnh của người châu Âu. FIFA đã không hề sai trong việc mang bóng đá đỉnh cao của thế giới đến với mọi ngóc ngách của quả địa cầu. Ô khác là Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Hàn Quốc họ còn làm được nhiều hơn thế. Với bộ sậu huấn luyện đứng đầu bởi chiến lược gia lão luyện người Hà Lan Gud Hiddink, cùng dàn trợ lý tài năng và hiểu rất rõ các cầu thủ bản địa như cựu tuyển thủ quốc gia Park Hang-seo, Hàn Quốc thậm chí tiến xa hơn đối tác đồng chủ nhà của mình. Những chiến binh thái cực, biệt danh của đội tuyển xứ sở kim chi đã tạo nên một cơn bão cuồng nhiệt ở World Cup, từ Gwangju đến Ulsan, từ Daegu về lại thủ đô Seoul. Thực tế thì phép ẩn dụ về bão tố các kiểu rất phổ biến ở World Cup 2002 vì giải đấu năm ấy diễn ra vào thời điểm có gió mùa. Nhưng bên cạnh miêu tả sự huy hoàng của những chiến thắng, của những pha ăn mừng và những màn cổ vũ đậm nét văn hóa, hình ảnh cơn bão cũng được dành để ẩn dụ cho hàng hà sa số những lời chỉ trích hướng về nước chủ nhà Hàn Quốc. Vòng bảng trước tiên trôi qua với tương đối ít sự cố liên quan đến Hàn Quốc. Công bằng mà nói, họ đã giành chiến thắng thuyết phục trước Bồ Đào Nha và Ba Lan, cũng như là hòa một đều với đội tuyển Mỹ. Tuyển Bồ Đào Nha đúng là đã bị đuổi đến hai người khi gặp Hàn Quốc, nhưng João Pinto xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì một pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau của cầu thủ đối phương. Còn Beto thì nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha quét trụ cũng nguy hiểm không kém. Với lợi thế hơn người và cả đấu pháp hợp lý, sự thật thì đội tuyển chủ nhà đã đường hoàng giành chiến thắng tối thiểu và rồi chung cuộc đi tiếp với ngôi đầu bảng ở bảng đấu của mình, hoàn toàn công bằng và vuông vắn. Nhưng mọi chuyện bắt đầu căng đến mức nhức nhối, bức bối và gây phẫn nộ khi Hàn Quốc bước vào vòng loại trực tiếp. Tính công bằng đã thực sự bị đặt lên bàn tố tụng ở ngay vòng 1/8 khi Hàn Quốc giáp mặt đối thủ cực mạnh, đội tuyển Italia tại Daejeon. Khi mà ai cũng dự đoán họ phải dừng bước, các chiến binh thái cực đã giành chiến thắng 2-1 sau khi tiền đạo An Jung Hwan đánh đầu ghi bàn thắng vàng vào lưới Gianluigi Buffon chỉ 3 phút trước khi trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. Bối cảnh lúc đó là Italia là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, là giải ngân hà của một dàn tài năng kiệt xuất với những Mandini, Cannavaro, Totti, Nesta, Materazzi hay Vieri, vân vân. Ấy thế mà, dàn tinh binh ở đẳng cấp thế giới lúc đó lại phải dừng bước trong sự uất nghẹn và cơn tức giận sộc lên đến mắt. Huấn luyện viên Gus Hiddink thực tế đã áp dụng sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công một cách khá tích cực cho đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu đó, và thực tế cũng xác nhận sức ép tự thân của chủ nhà cũng khiến Italia gặp nhiều vấn đề trong trận đấu đó. Dẫu vậy, hạn chế của đội tuyển chỉ mức trung bình khá nếu so với trình độ thế giới đã sớm bộc lộ. Hàn Quốc bị Italia chọc thủng lưới trước từ một cú đánh đầu cận thành cực mạnh của bò mộng Vieri. Nhưng sau đây là những gì mà các bạn đang thắc mắc. Chuyện gì đã xảy ra ư? Các tifosi hiện diện trực tiếp trên sân hay từ quê nhà và kể cả các khán giả trung lập trên toàn thế giới đã đồng loạt trải nghiệm cảm giác phẫn nộ đến không thể tả nổi khi các cầu thủ Italia liên tục bị phạm lỗi
nhưng đối phương lại không bị thổi phạt hay phạt nặng như đáng ra phải thế. Phải, trọng tài người Ecuador Byron Moreno đã cho phép tuyển Hàn Quốc trình diễn một lối chơi vượt xa khái niệm của từ lăn xả rất nhiều, từ thích hợp nhất để lột tả chứ có thể là bạo lực. Và thực tế thì trước khi Vieri mở tỷ số, ông vua áo đen này còn sớm cho Hàn Quốc được hưởng một quả phạt đền trong một tình huống kéo áo không rõ ràng của Panucci với Seon Ki-heon. Bằng lối chơi cực rát lại được hưởng nhiều quyết định có lợi, Hàn Quốc càng đẩy cao sự quyết tâm để khiến người Italia nhận bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 88. Chính Seon Ki-heon là người ghi bàn. Trong khi đó, người Ý lại trở thành nạn nhân của một loạt những sai lầm khó tin của trọng tài. Azzurri tất nhiên cảm thấy khó chịu vì bị ngược đãi. Họ bắt đầu phản ứng và lần lượt Totti và Vieri phải nhận thẻ vàng vì những tình huống vung tay vào mặt đối phương. Và rồi hệ quả là việc Totti nhận thẻ vàng thứ hai vì trọng tài cho rằng hoàng tử thành Rome đã ngã vở trong vòng cấm. Phải, chẳng có thẻ đỏ nào cho sự thô bạo đến từ chủ nhà, nhưng màu đỏ ấy lại hiện lên trong tròng mắt của người Italia. Sau đó một bàn thắng 10-10 của Italia cũng được công nhận, trong khi các góc máy quay chậm chứng tỏ Tomasi chẳng hề việt vị. Xuyên suốt cả trận đấu, Italia cũng bị từ chối ít nhất là hai quả phạt đền chính đáng, bao gồm cả một pha ngã trong vòng cấm của chính Totti. Huấn luyện viên của Azzurri khi ấy Giovanni Trapattoni, năm đó đã 63 tuổi nhưng cũng không giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Để rồi trận đấu đầy bất công đó đã kết thúc bằng nỗi buồn vô hạn dành cho đội tuyển Italia khi mà như đã nói, An Trung Hoan bật cao hơn Maldini để đánh đầu ghi bàn thắng vàng ở những phút cuối cùng. Pháo hoa bắn dập trời trên đầu sân vận động ở khắp Daejeon lẫn toàn Hàn Quốc để chào đón đội tuyển châu Á đầu tiên trong lịch sử tiến đến tận vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Trở lại Italia, nhiều người từ chối công nhận Hàn Quốc đã thắng trận đấu đó, trong khi thậm chí bằng một hành động trả thù nhỏ, hợp đồng cho mượn của chính An Dung Hoan ở câu lạc bộ Perugia tại Serie A đã bị hủy bỏ. Trong khi nhà báo và bình luận viên thể thao huyền thoại Giorgio Tosati đã viết trên tờ Corriere della Sera như thế này: Italia đã bị loại ở một kỳ World Cup bẩn thỉu, nơi trọng tài và ban tổ chức được sử dụng như thể những kẻ giết người. Về phía ban tổ chức, trọng tài Moreno sau đó cũng bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA điều tra vì một số tranh cãi, theo lời của cơ quan này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chủ tịch Sepp Blatter lại biện minh cho các sai lầm của trọng tài này là những lỗi nhận định rất con người. Trên khắp thế giới, đồng loạt các quan điểm nổ ra về việc trận đấu vòng 1/8 ấy đã bị thao túng để giữ nước chủ nhà tiếp tục tiến sâu. Và theo họ, tham vọng kinh doanh lớn của FIFA châu Á đã được ưu tiên toàn vẹn hơn là kết quả. Để rồi khi Hàn Quốc tiếp tục hạ gục Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở tứ kết, sự phẫn nộ của giới truyền thông châu Âu thậm chí đã tăng lên gấp ít nhất 10 lần. Lần này trọng tài người Ai Cập Gamal Anganu là tâm điểm của cuộc tranh cãi khi không công nhận hai bàn thắng đẹp mắt và hợp lệ. Đó là cả một thảm kịch cho đàn bò tót. Thống kê cũng đã chỉ ra Tây Ban Nha đã phải chịu 22 cú bảo bóng ác ý của cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên chỉ có một cầu thủ duy nhất của đội tuyển xứ sở kim chi nhận thẻ vàng là Ju San Chun. Trong khi trọng tài chính lại rút hai thẻ vàng để phạt Javier Pedro và Fernando Morientes của La Roja vì lỗi phản nạn. Tâm lý ức chế trước lối chơi bạo lực của cầu thủ Hàn Quốc cùng những tiếng còi méo của trọng tài Angandu đã khiến Tây Ban Nha để thua 3 năm sau loạt luân lưu, qua đó theo chân người hàng xóm Bồ Đào Nha giờ World Cup. Trên tờ The Telegraph, nhà báo Paul Hayward viết những dòng bất hủ. Kết quả báo về rằng người Hàn Quốc đã hạ gục Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu ở Gwangju vào thứ Bảy. Kết quả này là một lời nói dối và giải đấu này đã trở thành một trò hề. Nhà báo này cũng phản đối cách thức lựa chọn trọng tài của FIFA. Việc tự quyết và trao còi trận đấu quan trọng cho các trọng tài đến từ những nền bóng đá nhỏ bị xem là phản dân chủ. Trong bối cảnh đó, nếu Hàn Quốc có thể quật ngã nốt cỗ xe tăng Đức ở bán kết, sẽ không ngạc nhiên nếu thậm chí nổ ra các cuộc bạo loạn tại World Cup hoặc ít nhất là bên ngoài trụ sở của các tờ báo lớn nhất châu Âu. Thay vào đó, người Hàn cuối cùng bị hạ gục bởi bàn thắng duy nhất của Michael Ballack, khiến cho hành trình tiến vào chung kết một cách đầy hư ảo của họ bị buộc phải dừng lại. Cao thủ Hàn Quốc thất bại trên sân, còn trên khán đài thì các cổ động viên của đội chủ nhà lại có những hành động vô cùng phản cảm. Người hâm mộ xứ sở kim chi đã đem di ảnh của tiền đạo Miroslav Klose và thủ thành Oliver Kahn để chủ úm cỗ xe tăng. Tuy nhiên, mục đích đen tối của họ đã thất bại hoàn toàn. Nhưng thay vì nhận lại các tình huống gây tranh cãi, nước chủ nhà được đối xử như những người hùng của bán đảo Triều Tiên. Thậm chí, chủ tịch hiệp hội bóng đá của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã gửi lời chúc mừng công khai đến những kẻ thù cay đắng của quốc gia mình. Sau khi Hàn Quốc bị loại, vẫn có những đợt bùng phát giận dữ nổ ra thường xuyên ở Italia và Tây Ban Nha vì tính bất công và thiếu minh bạch mà các đội tuyển của họ đã phải gánh chịu. Sau này, vụ bê bối tham nhũng của FIFA vào năm 2015 còn làm tăng thêm sự ngờ vực rằng nhiều trận đấu trong quá khứ đã bị ảnh hưởng từ những sai phạm chính trị đến từ Liên đoàn bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, các trận đấu đó vẫn được ghi nhớ với sự yêu mến của Hàn Quốc, nơi không có tiếng rền gì từ châu Âu nào có thể ngăn họ tự hào về chiến dịch World Cup vĩ đại nhất từ trước đến nay của các chiến binh thái cực.